Ngày 16 tháng 11 năm 2021, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Cà Mau đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhiều thanh niên đang sử dụng ma túy bên trong một ngôi nhà cho thuê thuộc ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 7 thanh niên có liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 3 viên nén, một đĩa sứ còn dính hóa chất bột màu trắng, một bộ đèn laser, loa. Các đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp. Khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận là tổ chức thuê phòng và mua ma túy, sau đó rủ nhau đến ngôi nhà trên để sử dụng. Trong lúc đang bay lắc thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang. Qua kiểm tra, 7 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Hiện tại vụ việc đang được điều tra xử lý.